Em Thọ Shop Bông Nhòm Online xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Thì để chuẩn bị cho cái vụ ong 2024 đã bắt đầu vào, thì shop em về thêm cái số lượng của mẫu ong nhòm Sutu ED như trên màn hình các anh em đang xem đây. Thì đây là mẫu ong nhòm Sutu ED. Đó. Với các cái phụ kiện đi thì kèm theo thì sẽ có bao gồm, sẽ có túi đựng này, như màu túi đựng màu vàng da bò. Đấy. Ở bên ngoài nó sẽ vàng sẫm một xíu các bác nhé, do ánh điện nên là nó có cái phần cái màu nó không được thực tế. Và thứ hai nữa là cái khăn lau, kèm theo nó là cái túi đựng đây cho các bác. Đấy, túi đựng này để túi đựng ống nhòm, để khi là các bác không dùng đến thì có thể là cho vào và kéo miệng túi lại để cho tránh bụi bặm ảnh hưởng đến ống nhòm. Và cái khăn quay đeo dây đeo này thì may rất là kỹ càng và có logo của Sutu, bản dày và rất là êm. Và đây là nhân vật chính của mẫu nhòm mà em đang muốn giới thiệu với cả các anh em. Thì các anh em đang xem video cho em xin lượt like cũng như lượt chia sẻ, và với anh em nào lần đầu tiên qua kênh thì cho shop mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ shop mình. Đây là mẫu ống nhòm Sutu 10x42 và có trường là 326 FIP FT đấy. 326 FT. Thì với ống nhòm Sutu thì được anh em đánh giá cũng rất là cao về cái sự rõ nét cũng như là soi nhìn cũng khá là êm dịu mắt. Đấy, về đầu tiên về cái chất lượng soi và chống nước tuyệt đối cho các bác khi sử dụng, và cam kết đây là hàng chính hãng và các bác được kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Và với phương thức ship hàng của shop mình là ship hàng COD đồng kiểm, anh em không phải đặt bất kỳ phí cọc nào khi chưa nhận được hàng. Và với giá của ống nhòm này là 2.800.000 đồng, đã bao ship về tận nơi cho các anh em. Mẫu nhòm Sutu 10x42 326 FT, thân ống nhòm thì bằng hợp kim magie, khá là cứng, rất là cứng chắc. Đó. Và bên ngoài thì sẽ bọc cao su non, vỏ cao su non để chống trơn trượt cho anh em khi sử dụng. Thị kính của em này là 20mm, một thị kính cũng khá là rộng để cho anh em săn ong. Và trường của em này là 6,5 độ. Trường của em mới là 6,5 độ và vật kính là 42mm. Sơn phủ màu đỏ sẫm. Đó, như các màn hình anh em đang xem đây. Sơn phủ rất là đẹp và kính rất là đẹp, kính BAK4 và kính thủy tinh quang học. Số mình đã về số lượng rất nhiều về để cho cái vụ ong 2024 đã bắt đầu vào. Thì anh em đang có nhu cầu sử dụng mẫu nhòm Sutu 10x42 thì liên hệ số mình theo số điện thoại 033 989 6168 và số Zalo luôn anh em nhé. Đó. Và shop mình tại thành phố Bắc Ninh, và anh em nào đang ở khu vực gần quanh thành phố Bắc Ninh thì có thể làm về tại nhà test thực tế các cái mẫu nhòm khác của bên shop mình. Hợp nhãn mẫu ống nhòm nào thì anh em sử dụng sẽ đặt ống nhòm, lấy ống nhòm đó. Để quay trở lại thì đây là mẫu nhòm có giá tầm trung anh em nhé, cũng là mẫu vừa túi tiền của rất nhiều các anh em sắm sửa để săn ong. Đó. Kính rất là trong, rất là đẹp, soi ngoài dày nắng cũng khá là dịu mắt. Với phân khúc giá chỉ chưa đến 3 triệu đồng, anh em đã có một cái ống nhòm đi săn ong chuyên dụng chống nước tuyệt đối cho anh em, và hàng chính hãng của công ty và có bảo hành kèm theo, hoặc bảo hành 2 năm trên toàn quốc cho tất cả các anh em khi đặt hàng bên Hà Thọ Shop Ống Nhòm. Rồi, một video rất ngắn mình xin dừng tại đây. Anh em đang xem video thì cho mình xin lượt like cũng như lượt chia sẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để mỗi khi shop mình lên các video mới thì anh em sẽ nhận được sớm nhất nhé. Xin cảm ơn anh em đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh em ở các video sau.